Giữa nghi vấn phim giả tình thật, Hân và Kiệt còn hẹn hò ăn uống thân mật. Cả hai đã cùng nhau đến một nhà hàng khá sang trọng, cùng ăn tối và trò chuyện hết sức tình tứ. Gần đây, bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ được xuất hiện trên khắp các diễn đàn thông qua những tình tiết gây tranh cãi. Theo đó, sau mỗi tập phát sóng, người xem đều bàn tán rơm rạ và chia sẻ với nhau những đoạn phim hấp dẫn nhất. Không chỉ quan tâm đến các chi tiết trên màn ảnh, mà cuộc sống đời thường của các diễn viên cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt nhất, thời gian qua, các fan rần rần khi xuất hiện tin đồn vợ chồng Kiệt Hân, Trung Dũng và Thúy Ngân thủ vai. Phim giả tình thật, mọi thứ xuất phát từ hình ảnh cả hai diện đồ đôi, nắm chặt tay nhau ở sân bay, được đăng tải trên khắp các trang mạng. Giữa nghi vấn hẹn hò thì mới đây nhất, cặp đôi này tiếp tục có bữa tối thân mật tại một khách sạn sang trọng. Cả hai lại trùng hợp diện trang phục tông xuề tông. Được biết, chính Trung Dũng là người mời nữ diễn viên dùng bữa tối với nhau. Thúy Ngân vừa ăn vừa livestream tương tác với khán giả. Ngoài đời thật, cô và Trung Dũng cũng xưng hô vợ chồng y hệt trên màn ảnh. Cả hai cũng có những hành động khá thân thiết. Anh là người chủ động đi lấy thức ăn cho cô nàng. Chẳng những thế, Trung Dũng còn tiết lộ việc họ có những điểm chung về cách ứng xử với mọi người xung quanh. Đặc biệt nhất, anh còn kiêm luôn cả việc tư vấn trang phục cho Thúy Ngân. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng chia sẻ về đối phương một cách khá trìu mến. Thúy Ngân cho biết, ban đầu cô nghĩ anh là người đàn ông hung dữ, khó tính và làm việc chung sẽ dễ gặp áp lực. Tuy nhiên càng về sau, cô lại thấy Trung Dũng rất tình cảm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Mỗi khi đi đâu hay mua món gì, anh cũng hỏi xem cô có thích đồ vật ấy không. Anh quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt, như trời lạnh sẽ đưa áo khoác, đi chung sẽ kéo ghế. Khi khán giả hỏi rằng liệu cả hai có đến với nhau hay không, Thúy Ngân còn có cách phản hồi lấp lửng. Cô cho hay, chuyện tương lai mình không dám nói trước. Dù từng lên tiếng từ chối việc phim giả tình thật, nhưng cả hai cứ thân thiết thế này sẽ khó lòng xóa bỏ nghi vấn trong mắt khán giả. Trước những khoảnh khắc khá gần gũi, nhiều fan lại mong muốn hơn chuyện cả hai sẽ đến với nhau ngoài đời thật. Hé lộ váy cưới khủng, đến 20.000 viên pha lê, Tú Anh sẽ diện trong ngày cưới. Diện tượng hai chiếc váy cưới khủng trong ngày trọng đại, Á hậu Tú Anh khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, phi độ chịu chi của mình. Tạm khép lại những lùm xùm ngày qua liên quan về Văn Mai Hương, bạn gái cũ của Phạm Gia Lộc. Đôi vợ chồng sắp cưới được bạn bè chúc phúc trước thềm đám cưới sắp tới. Chỉ còn 2 ngày nữa, đám cưới của Á hậu Tú Anh và vị hôn phu sẽ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở Long Biên, Hà Nội. Được biết, vị hôn phu của Á hậu tên Gia Lộc, anh đang làm việc trong ngành xây dựng. Sau khi lập gia đình, Tú Anh sẽ ưu tiên thời gian để vun vén tổ ấm. Một trong những khoảnh khắc được người hâm mộ mong chờ nhất chính là cô dâu Tú Anh khoác lên mình bộ váy cưới tiến lên lễ đài. Khi được hỏi về chiếc váy cưới, Tú Anh vẫn muốn giữ bí mật về chiếc váy cưới đến phút chót để gây bất ngờ cho hôn phu. Việc lựa chọn đầm cưới hoàn toàn do cô lên ý tưởng và quyết định. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, người thiết kế váy cho Á hậu Tú Anh đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về thiết kế váy cưới Donny đóng giày giúp Tú Anh tỏa sáng trong ngày trọng đại. Bực miếng sketch chiếc váy cưới đặc biệt được Donny đóng giày riêng cho nàng công chúa vô cùng xinh đẹp Tú Anh vào ngày 21 tháng 7, 2018. Anh cảm thấy rất vinh dự khi em đặt trọn niềm tin cho anh với chiếc váy cưới trong mơ ngày trọng đại nhất cuộc đời. Háo hức chờ đón sự xuất hiện lộng lẫy nhất của nàng công chúa ấy. Anh và team sẽ có mặt hôm nay để take care cho nàng công chúa xinh đẹp, nhà thiết kế chia sẻ trên trang cá nhân. Bản thiết kế do chính tay nhà thiết kế chia sẻ trên trang cá nhân cách đây ít giờ. Có thể thấy chiếc váy có form dáng xòe công chúa, phần trên thiết kế trễ vai điệu đà giúp cô dâu khoe vai rừng nuột nà. Được biết, váy cưới dành riêng cho Tú Anh được làm từ gần 30 mét vải và khoảng 20.000 viên pha lê đính kết cầu kỳ. Ngoài việc nhà thiết kế và ekip mất hơn một tháng để tiến hành bản vẽ sản phẩm. Nhà thiết kế nổi tiếng này còn cho biết số tiền Á hậu đầu tư cho mẫu váy cưới này thuộc dạng khủng. Tuy nhiên anh vẫn từ chối chia sẻ cụ thể con số với chiếc váy này. Nhà thiết kế đầu tư chỉnh chu trong từng chi tiết trên bản vẽ để thiết kế cho ngày trọng đại của Tú Anh. Đây chính là MC quốc dân giàu nhất Việt Nam hiện nay, Trấn Thành Trường Giang không có cửa. Theo tiết lộ của Trường Giang, Đại Nghĩa chính là MC giàu nhất Việt Nam. Chiều 18 tháng 7, trong buổi công bố phát sóng chương trình Dòng Mãi Dòng Ai mùa 3, đã có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ Việt. Trong đó, Trường Giang diện đồ đỏ rực tới sự kiện, bên cạnh còn có MC Đại Nghĩa, diễn viên Sam và Huỳnh Lập. Trường Giang, Trấn Thành ngồi ghế ban bình luận cố định tại chương trình, bên cạnh các khách mời, nhưng tại sự kiện Trấn Thành vắng mặt. Đại Nghĩa là người dẫn dắt show. Trong cuộc phỏng vấn, Trường Giang đã có chia sẻ về hai người đồng nghiệp.
Bên cạnh việc cho biết Trấn Thành đang tích cực chạy show vì giờ đã có vợ và sắp có em bé, Trường Giang còn tiết lộ Đại Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam, năm danh hài nhiều lần nhấn mạnh điều này. Trấn Thành lo cho gia đình hai bên nên phải đi kiếm tiền nhiều, vất vả hơn, còn riêng anh Nghĩa thì một thân một mình, tôi không hiểu sao anh ấy làm liên tục, không tối nào tôi không thấy mặt anh ấy trên sóng truyền hình. Đại Nghĩa hiện tại là MC quốc dân nhiều tiền nhất Việt Nam hiện nay, Trường Giang bày tỏ. Danh hài xứ Quảng cho hay, từ Đài Vĩnh Long, VTV đến HTV7, hiện tại mỗi đêm Đại Nghĩa xuất hiện khoảng 3 chương trình trên sóng truyền hình. Mười khó cũng không phục sự biến hóa tài tình của đàn anh, để khán giả đỡ nhàm chán khi xuất hiện liên tục. Anh rất là hay. Ở kênh 7 tóc đang màu đen, qua kênh 9 là tóc màu bạc liền. Anh né cho bớt bị quen thuộc quá vì Đại Nghĩa ai mà chả biết. Lý giải vì sao Đại Nghĩa làm nhiều như vậy, Trường Giang hài hước, chắc tiền đè, anh ấy một thân một mình không có nuôi ai hết. Lại ăn chay nữa đỡ tốn tiền, nhưng mà anh ấy vẫn làm nhiều và cho tiền người nghèo nhiều, có lẽ đó là lý do anh ấy cố gắng nhiều hơn. Danh hài xứ Quảng tiếp tục trở lại Giọng Ấy Giọng Ai mùa 3 với vai trò trong ban bình luận. Tại sự kiện, Trường Giang cũng đụng mặt người tình tin đồn một thời hot girl Sam. Sam vào hình lập sẽ cùng xuất hiện trong vai trò khách mời bên cạnh Trấn Thành và Trường Giang. Show chính thức lên sóng vào 19:30 thứ Bảy ngày 28 tháng 7 trên kênh HTV7. Phản ứng của tình cũ khi rộ tin đồn Kim Lý Hồ Ngọc Hà, đường ai nấy đi. Giữa ồn ào Kim Lý và Hà Hồ tan vỡ, Kiko Chen cũng tỏ vẻ đau khổ không kém. Kim Lý và Hồ Ngọc Hà thân thiết với nhau kể từ sau khi đóng chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Càng về sau, hình ảnh tình tứ của họ xuất hiện khắp các trang mạng xã hội và luôn là tâm điểm của khán giả. Không những thế, cả hai cũng không ngần ngại thể hiện sự yêu thương trước đám đông. Thậm chí Kim Lý còn bày tỏ việc mong muốn kết hôn với nữ hoàng giải trí. Tuy nhiên, thời gian qua, trên mạng xã hội rộ lên thông tin cặp đôi này đã đường ai nấy đi khi phát hiện ra việc họ không còn tương tác với nhau thông qua Facebook. Chẳng những thế, trong danh sách bạn bè của Hà Hồ cũng không còn sự xuất hiện của Kim Lý. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà vừa có chuyến đi Mỹ khá dài ngày, nhưng chỉ đi cùng Subel. Trong khi tất cả mọi lần lưu diễn trước đây, dù trong hay ngoài nước thì Kim Lý cũng đều tháp tùng. Ngay thời điểm mọi người bàn tán về mối quan hệ giữa cả hai đang như thế nào, thì tình cũ Kim Lý Kiko Chen cũng có phản ứng lạ. Mới đây nhất, cô vừa đăng tải dòng trạng thái, mấy ngày nay nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng, người cũ của chị vừa chia tay bồ, đáng đời chị nhỉ, chắc chị là người hả hê nhất. Chị cũng vừa chia tay bồ, buồn muốn chết đây, hả hê nổi gì em. Cô còn đăng tải cả nội dung tin nhắn chúc mừng của mọi người mà cô vừa nhận được trong thời gian qua. Dù bị chỉ trích dựa hơi Kim Lý Hà Hồ để nổi tiếng, nhưng chân dài vẫn không e ngại. Thỉnh thoảng cô lại nhắc đến họ một cách ám chỉ trên trang cá nhân. Trước đó, dư luận đang hết sức xôn xao trước thông tin mà Á hậu Kiko Chen, người được cho là bạn gái cũ Kim Lý, bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái khá dài để nhắc lại mối tình 2 năm đã qua của cả hai. Đáng chú ý hơn, cô còn tiết lộ nguyên nhân cả hai chia tay do nam diễn viên vô tâm mắc bệnh ngôi sao. Đứng trước những thông tin không mấy hay ho này, Kim Lý đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Theo đó, anh khẳng định mình chưa bao giờ phản bội ngoại tình với bất kỳ bạn gái nào trong đời. Anh cũng cho biết mình luôn giữ im lặng trước mọi lời đồn thổi. Nhưng khi bị tố là người đối xử tệ bạc với phụ nữ, nam diễn viên buộc lòng phải lên tiếng. Bị Trường Giang lỡ tiết lộ sắp có em bé, phía Harry Won chính thức lên tiếng. Sau câu nói vô ý của Trường Giang về việc Trấn Thành Harry sắp có em bé, đại diện truyền thông cô nàng lập tức đính chính tại sự kiện này. Chiều qua, tại buổi họp báo ra mắt một game show mới, nghệ sĩ Trường Giang đã lỡ lời khi tiết lộ rằng Trấn Thành Harry sắp có em bé. Chuyện chẳng có gì nếu như Trường Giang không thể hiện vẻ mặt hốt hoảng giật mình và liền chỉnh ngay câu nói đó. Ngay khi đoạn phỏng vấn được đăng tải, cư dân mạng lẫn báo chí đều xôn xao trước thông tin này. Liên hệ với phía Harry Won, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Trước đó khi tham gia chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu, cặp đôi này cũng từng dính nghi án có em bé, khiến người hâm mộ được fan mừng hụt. Nam danh hài Trấn Thành từng chia sẻ rằng bản thân anh chưa vội có con vì muốn hai vợ chồng tập trung làm việc và tận hưởng cuộc sống. Anh vẫn còn tính ham chơi nên chưa toàn tâm toàn ý làm một ông bố tốt. Anh muốn con phải học hỏi và noi gương. Khi đã lên chức bố, riêng Harry cũng bày tỏ cô cũng cần có thời gian để chuẩn bị kinh tế ổn định hơn. Cô muốn cho con mình có mọi điều kiện vật chất tốt nhất,
chứ không chịu cực khổ như mình ngày xưa. Câu chuyện chứng thành Harrywon bị bạn thân Trường Giang nói hớ về việc sắp có em bé đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội vừa qua. Cụ thể, khi được hỏi có lời nhắn nhủ đến đồng nghiệp, Trường Giang nói: "Trứng Thành giờ đã có vợ, sắp có em bé, à sắp tới có nhiều việc lo cho gia đình hai bên, phải đi kiếm tiền nhiều." Chỉ một phút lỡ lời của nam danh hài đã khiến showbiz dậy sóng vừa qua, lập tức đại diện Harry liền đính chính. Tính đến nay, Harry Won và Trứng Thành đã nên vợ chồng được hơn một năm. Đám cưới của cặp đôi dù gặp nhiều ý kiến bàn tán, nhưng cuối cùng cả hai vẫn đến được với nhau. Trong hơn một năm chung sống, Harry Trấn Thành luôn chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào khiến người hâm mộ ghen tị.